Ngày 1 tháng 1 năm 2022, 9 đường bay thương mại quốc tế được mở lại sau 2 năm đóng cửa chống dịch bệnh. Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Viên Chăn, Phnom Penh, San Francisco, Los Angeles, Trung Quốc. Ngày 15 tháng 2, chính thức mở hoàn toàn các chuyến bay quốc tế thường lệ đến Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, tạo đà cho hồi phục kinh tế và phát triển du lịch. Thưa quý vị, như vậy là toàn bộ đường bay quốc tế đã được chính thức mở cửa trở lại. Điều này khẳng định sự thích ứng linh hoạt của Việt Nam trong việc vừa chống dịch, vừa hồi phục và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau 2 năm đắp đập bê bờ, ngăn sóng dữ, thì việc chuyển từ trạng thái Zero Covid sang việc thích nghi an toàn với dịch bệnh sẽ được thực hiện như thế nào? Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Hoàng Hà. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tú và biên tập viên Thúy Quỳnh. Thưa quý vị, tôi là Hoàng Hà sẽ đồng hành cùng quý vị trong theo dòng kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, việc mở cửa trở lại toàn bộ đường bay quốc tế không chỉ là tin mừng cho sự hồi phục của ngành hàng không, mà còn đánh dấu kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, khi bắt đầu mở lại 9 đường bay quốc tế đầu tiên, đã có 118.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Thời điểm này, khi lệnh hạn chế tần suất bay đã được dỡ bỏ hoàn toàn, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch sẵn sàng để hướng đến mục tiêu giành lại lợi thế cạnh tranh về điểm đến từ khách du lịch quốc tế và cả từ các nhà đầu tư. Thích ứng với tình hình mới theo chỉ đạo của chính phủ, các hãng hàng không đã có kế hoạch khai thác các đường bay quốc tế ngay từ đầu năm. Việc mở rộng quy mô mảng bay lên hàng chục đường bay quốc tế cũng đã được các hãng đặt ra. Chúng tôi chuẩn bị tất cả những đường bay quốc tế có thể bay tới được và đáp ứng được cái nhu cầu thị trường của Việt Nam. Và cái việc mà thời điểm quyết định mở cửa lại từ ngày 15 tháng 2 này với hàng không quốc tế, tôi nghĩ rằng đó là thời điểm rất là chính xác và nó sẽ giúp cho Việt Nam có nhiều ưu thế hơn so với các nước trong khu vực. Hãng hàng không quốc tế Vietnam Airlines hiện đã khôi phục lại 22 đường bay tại 13 thị trường quốc tế tới các nước khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Australia, châu Âu và Hoa Kỳ. Vietnam Airlines đã ngay lập tức lên kế hoạch khai thác trở lại các cái đường bay mà trước đây chúng tôi đã từng khai thác cũng như là tăng tần suất trên các đường bay hiện đã đang khai thác, và dự kiến đến tháng 4 chúng tôi sẽ khôi phục hầu hết các cái đường bay quốc tế đi đến Việt Nam như trước đây chúng tôi đã từng khai thác, đồng thời tăng tần suất khai thác lên 95 chuyến bay một tuần. Việc dỡ bỏ hạn chế tần suất các đường bay quốc tế không chỉ là cơ hội cho ngành hàng không Việt Nam phục hồi sau 2 năm khó khăn chồng chất, mà còn là động lực góp phần phục hồi kinh tế. Cái thời điểm này không chỉ là tạo điều kiện cho các hãng là khôi phục lại rồi sử dụng cái năng lực mà mình có, mà cũng là cơ hội để họ tiếp cận với những thị trường mới, với cái điều kiện mới. Có lẽ là cuối năm nay chúng ta sẽ cơ bản khôi phục được hoàn toàn như trước dịch, tức là chúng ta sẽ có khoảng hơn 70 triệu hành khách quốc tế trong cái thị trường của chúng ta, bao gồm cả hàng không của Việt Nam. Thưa quý vị, hiện Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thông báo đến nhà chức trách của các hãng hàng không quốc gia và vùng lãnh thổ về việc dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác. Hiện nay, ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường bay, đường hàng không đều đã đồng ý nối lại đường bay. Các hãng hàng không cũng đề nghị sớm triển khai lại chính sách miễn thị thực như trước khi có dịch để gia tăng dung lượng thị trường quốc tế, góp phần quan trọng vào công cuộc phục hồi giao thương, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.